Hello anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, các tựa game bắn súng từ trước đến nay luôn được đón nhận nồng nhiệt tới từ game thủ trên toàn thế giới. Sau sự xuất hiện của đột kích thì các trò chơi bắn súng càng trở nên sôi động. Đặc biệt, việc game mobile bùng nổ cũng mang đến cho người chơi thêm nhiều trò chơi chất lượng. Vào ngày cuối tuần, anh em đã có lịch gì chưa nhỉ? Xả hơi một buổi cùng Sub Game đi test vài game bắn súng FPS cực cháy, đảm bảo không lãng phí thời gian của anh em nha. Game ngon, miễn phí, dung lượng nhẹ và đồ họa lại còn mướt mượt hơn cả người yêu cũ thì không chơi là quá phí luôn. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là một tựa game mượt như sân siêu mà nhiều anh em cũng đã từng nghe tên, Rainbow Six Mobile. Là tựa game FPS nhưng Rainbow Six Mobile có lối chơi đơn giản, dễ dàng thao tác nhưng nhịp độ lại siêu nhanh. Các trận đấu có thời gian ngắn hơn chứ không dài như PC. Trong game, em sẽ cạnh tranh với những người chơi khác trong chế độ chơi Attack vs Defend. Chơi như một kẻ tấn công hoặc người bảo vệ trong các trận đấu 5v5. Game sẽ hữu đồ họa sắc nét của những trận combat này lửa hoành tráng, lấy ứng bắt mắt vô cùng chân thật. Một điều lưu ý là sự kết hợp ăn ý ở trong team quyết định sự sống còn đến kết quả. Chính vì thế, tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Tiếp theo là cái tên được cho là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh với Call of Duty Mobile, Armored Conflict. Game sử dụng đồ họa 3D cực kỳ sống động, thế giới ở trong game vô cùng chân thực, cùng với hình ảnh nhân vật, vũ khí, không gian có độ thực tế cao. Lối chơi và thao tác của game Armored Conflict gần giống với Call of Duty Mobile nên anh em thì không cảm thấy lạ lẫm. Cùng với đó là bộ điều khiển dễ dàng tùy chỉnh cho các phím thao tác để phù hợp với phong cách chơi như 3 ngón hoặc 4 ngón. Armored Conflict có nhiều chế độ chơi, anh em có thể lựa chọn cho phù hợp với sở thích của bản thân. Nhìn chung thì đây cũng chỉ là những chế độ chơi cơ bản của một tựa game FPS như đấu đội, đặt bom C4, chiếm cứ điểm, đấu đơn, đấu clan. Payday Crime World, tựa game lấy cảm hứng phát triển từ Payday 2, vốn nổi tiếng trong cộng đồng game thủ yêu bắn súng trên nền tảng PC. Đồ họa của Payday Crime World ở mức tốt đối với nền tảng mobile khi yếu tố nhẹ nhàng và mượt mà được ưu tiên cao hơn. Các chi tiết và tạo hình trong game được phát triển và đầu tư kỹ lưỡng, các nhân vật, trang bị, vũ khí và hệ thống âm thanh chiến đấu sôi động. Là một game đấu súng, Payday Crime World vẫn có các chế độ đấu PvP quen thuộc, nhất là những trận đấu súng 4v4 này lửa. Ngoài ra, anh em còn được tham gia vào các nhiệm vụ trong game để tăng thêm phần thú vị khi chơi. Tiếp tục là một tựa game siêu xịn sò dành cho tín đồ FPS Battle Royale, Project Bloodstrike. Tựa game có lối chơi tương tự như những tựa game bắn súng Battle Royale khác ở trên thị trường như PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire. Sẽ có 70 người chơi nhảy tự do từ một chuyên cơ, hạ cánh trên một bản đồ rộng lớn. Người chơi sống sót đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Vào game, người chơi sẽ được lựa chọn một trong hai nhân vật là nam hoặc nữ để lựa chọn làm nhân vật chính. Có thể tùy chỉnh diện mạo như tóc, mắt, mũi, miệng, gương mặt. Tuy lối chơi giống nhiều tựa game Battle Royale khác nhưng Project Bloodstrike vẫn có điểm khác biệt cực lớn, đó chính là game chỉ có thể chơi thuần theo FPS kể cả là đang nhảy dù. Game sở hữu đồ họa 3D chân thật, bối cảnh được thiết kế sinh động, hiệu ứng kỹ năng nhân vật đẹp mắt đi kèm với hiệu ứng cháy nổ hoành tráng sẽ tạo nên những màn đấu súng kịch tính, gay cấn nhất. Hiện game vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức nên em cùng đợi nha. Tiếp tục là một tựa game bắn súng MOBA mới toanh, Storied One. Cái tên rất lạ, lối chơi cũng rất lạ, nhưng khi đã chơi rồi thì chắc chắn anh em sẽ không thể dứt ra được. Trong game, anh em sẽ cùng với 4 người chơi khác tổ đội để tham gia các trận đấu 5v5, cùng với đó là lối chơi MOBA quen thuộc, mở khóa các thẻ để kiếm tài nguyên và hạ gục quân địch, chiếm căn cứ. Một điểm cần lưu ý ở Storied One không chỉ là một game bắn súng mà anh em cần có chiến lược phù hợp, phối hợp chặt chẽ với đồng đội dù là tấn công hay phòng thủ. Nhiều anh em sẽ có suy nghĩ rằng vừa bắn súng vừa MOBA sẽ khó chơi và dễ chán, nhưng với Storied One lại hoàn toàn ngược lại. Tựa game vô cùng dễ chơi, ngay cả khi anh em chưa từng chơi MOBA trước đây. Game sử dụng đồ họa 3D nhiều màu sắc, mặc dù đồ họa không phải là điểm nhấn chính nhưng cũng không gây nhàm chán. Nếu anh em đang tìm kiếm một tựa game mới để đổi gió, tại sao không thử qua Storied One nhỉ? Nếu anh em là người chơi đam mê kỹ thuật hơn là đồ họa thì không thể bỏ qua tựa game Bloodstrained. Tựa game dành cho nhiều người chơi cùng một lúc. Vào game, anh em sẽ phải tự thân vận động, sử dụng hết mọi kỹ năng chiến thuật để trở thành người tài năng nhất giành được chiến thắng cuối cùng. Game cũng có nhiều chế độ chơi để lựa chọn như chế độ chiến đấu trong trận sinh tử và chỉ trong một thời gian nhất định. Ngoài ra còn có chế độ cướp cờ, hai đội phải thi xem đội nào có nhiều cờ hơn và tiết diệt được nhiều kẻ thù hơn. Kho vũ khí của game vô cùng đa dạng, anh em thỏa sức thi triển hết mọi kỹ năng.
Và nếu anh em đam mê thể loại phiêu lưu săn bắn hơn thì American Marksman 1 là sự lựa chọn thú vị. Game tập trung xoay quanh việc săn bắn và thám hiểm ngoài trời. Thế giới ở trong game vô cùng rộng lớn, anh em sẽ có thể lựa chọn nhiều loại vũ khí để săn lùng các loài động vật như hươu, nai sừng tấm và gấu. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như cắm trại, đi bộ đường dài và câu cá. Anh em có thể lập nhóm thực hiện các cuộc thám hiểm, săn bắn hoặc đơn giản là cùng nhau khám phá vùng hoang dã. Đồ họa của trò chơi cũng rất ấn tượng, đẹp mắt và sống động. Từ quang cảnh, động thực vật trong game được thiết kế vô cùng chi tiết và chỉnh chu, mang đến một trải nghiệm ngoài trời vô cùng chân thực. Vì là một game thiên về cảnh ngoài trời nhiều nên điều kiện thời tiết là một yếu tố quan trọng anh em cần phải lưu ý. Tiếp tục là một tựa game có nhịp độ nhanh, mang phong cách với các tựa game nổi tiếng như Call of Duty và CSGO, Battle Prime Multiplayer. Game không dành cho game thủ dưới 16 tuổi nên anh em cũng đoán được gameplay của nó kịch tính và hấp dẫn như thế nào rồi đấy. Trong Battle Prime, thiết kế nhân vật có một sự khác biệt nhất định so với những tựa game FPS truyền thống như Call of Duty. Đặc biệt, anh em sẽ có cơ hội lựa chọn một trong 10 lớp nhân vật khác nhau, bao gồm Shock, VTR, Vision, Quarterback, Isotope, Blast, Jumbo, Thunder và Glitch. Các lớp nhân vật này được gọi là Prime. Mỗi Prime sẽ sở hữu các bộ trang bị và kỹ năng riêng biệt, đóng vai trò quan trọng cho trận đấu. Game sở hữu nền đồ họa đẹp đỉnh cao nhưng lại không tốn nhiều dung lượng. Một số dòng máy yếu cũng vẫn có thể cày mượt, anh em nên chơi thử nha. Và tiếp theo là tựa game Wipe Squad, một sự lựa chọn mới ghi danh vào list game FPS. Wipe Squad lấy bối cảnh thế giới tương lai với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Thế giới dần chuyển toàn bộ công nhân là con người sang máy móc. Anh em sẽ vai một nạn nhân của sự phân hóa giai cấp với nhiệm vụ lật đổ ách thống trị của những bè lũ lắm tiền nhiều của. Game sẽ dùng nền đồ họa 3D chất lượng kết hợp cùng với các hiệu ứng hình ảnh nổi bật, hứa hẹn sẽ đem tới các trải nghiệm bùng nổ cho người chơi. Với lối chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất, Wipe Squad đưa tới cảm quan chiến đấu rất chân thực, kết hợp cùng với tốc độ chiến đấu nhanh, hoạt cảnh linh hoạt tạo nên một sản phẩm bắn súng đáng để thử nghiệm. Và cuối cùng là tựa game Zombie State, một sự kết hợp độc đáo giữa game bắn súng góc nhìn thứ nhất FPS và roguelike. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét và sống động, tạo hình những con zombie vô cùng đa dạng, nhiều chủng loại và đầy màu sắc. Những trận chiến ở trong Zombie State đầy kịch tính và ly kỳ, tập trung vào cuộc chiến đấu sống còn chống lại đàn zombie. Nhiệm vụ của anh em là tồn tại và tiêu diệt đàn zombie bằng bất kỳ cách nào. Tựa game tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng đặc biệt để đánh bại zombie, nên anh em cần có những chiến thuật hợp lý. Nhìn chung thì với một tựa game FPS có sự kết hợp của roguelike thì chắc chắn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo hơn. Anh em nên thử nha. Ok, và vừa rồi là một tựa game FPS được đánh giá cao cả về lối chơi và đồ họa. Anh em tham khảo trải nghiệm nha. Game hay, đừng quên ủng hộ sub game một like, một subscribe nha. Video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine.